Hello các bạn, tiếp tục review giới thiệu các bạn một cặp cùm NVX. Có thể là lần đầu tiên các bạn thấy mới lạ, rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái cùm hay là cái ốp bên tay trái, phần nhựa nhìn rất là đẹp, ống lường, dây điện, cót jack như zin, tất cả ba nút đều màu đỏ hết nha. À, này nút cót pha bắt sinh, này nút xi nhan có luôn cái hai da gạt qua gạt lại có hai da. À, nút kèn, cái cùm hoặc là cái ốp bên tay phải thì nó cũng có ba nút tắt máy tạm thời, tắt đèn D, nhựa rất là đẹp nha các bạn. Hiện tại trên thị trường thì các bạn rất khó tìm được cái cặp cùm giống vậy. Cái này mình order nước ngoài. Thì hiện tại cái cặp cùm này á, mình có làm mà full chức năng cho các cái dòng xe S135, Novo 456, Lucid, Jupiter MX, Mio M3. Đó, full chức năng. Thì ngoài những cái chức năng zin, kèn, D, tắt đèn, Mio thì có luôn tắt đèn và nó có hai da bắt sinh. Bắt sinh thì mình có xài một cái mạch, thì nhờ cái mạch đó thì tắt tắt đèn, đang ta thấy tắt đèn này, ta vẫn bắt sinh được. Khi mà tắt đèn ta bắt sinh thì ánh sáng nó rất là rõ, rất là đẹp nha các bạn. Còn khi mở đèn thì chúng ta từ cót lên pha thì nó không có đẹp, rất là mờ. Còn ở bên cái ốp bên tay phải thì mình có luôn cái mạch gọi là cái mạch tắt máy tạm thời. Khi mà tắt máy tạm thời rồi thì chúng ta ngắt đề, đạp không nổ, đẩy không nổ nha, vì đúng đúng chuẩn. Thì hiện tại thị trường thì làm giá rẻ mấy trăm ngàn à, có chỗ tao báo giá sẵn 200 mấy ngàn luôn đó, không phải giống vậy màu đen. Bên mình thì chắc chắn phải có hai cái mạch, mạch bắt sinh, mạch tắt máy, hai cái mạch rất là giá trị cho cái cùm nha các bạn. Thường có lắp bên ngoài thì không bao giờ mà tắt đèn bắt xin được, thứ nhất. Thứ hai là tắt máy tạm thời thì người ta sẽ câu hai dây xuống mua bình thường, câu gì là không đúng nha, của mình là câu đúng kỹ thuật giống như zin luôn. Tắt máy là bấm đề của đời không quay nha. Thì với cặp cùm này chúng ta lắp như zin, zin là zin thứ nhất là chúng ta tháo cái ốp bên trái hoặc bên phải ra ẩn vô là dự khích. Cái gì thứ hai là full chất cắm, không cắt, không nối, không tuốt. Lên xe đã bảo bảo cho bạn là full chức năng hơn cả NVX luôn. Cặp này chúng ta mà lắp lên xe mà dọn kỹ nha, dọn kỹ rất là đẹp ha. Xe màu đen, đỏ đen rất là đẹp, rất là độc nha các bạn. Thường thì chúng ta lắp giá rẻ thì không bao giờ có được cái bát sinh tắt máy tắt đèn. Thứ hai là tắt máy tạm thời, người ta chỉ câu xuống mua windshield thôi, rẻ lắm, có người nó báo giá 200 300 ngàn gì đó ha. Thì tiền nào là của nấy, tiền ít thì dĩ nhiên không đủ được các chức năng rồi. Mạch thì mình có đầy đủ luôn nha các bạn, đầy đủ các dòng xe mà vừa nêu, Novo 456 nè, Lobiat nè, Jupiter MX nè, Mio nè, etc. Giờ khi mình làm mình đã fit luôn nha bạn, fit fit cái nút code pha vắc xin này bấm cho nó ok hơn. Nút này bấm rất là sướng. Thì cái cặp cụm này của trên EBS thì nó ra là sao, chính vì ra là sao nên nó hài hòa đó các bạn. Khi mà lắp xe rất là hài hòa ha, hài hòa cặp trên, cặp giữa, cặp dưới ha, tất cả rất là hài hòa. Khi mà các bạn xài các cái dòng xe zin mình vừa nêu á, mà bạn thay cái này vô bấm rất là sướng nha bạn. Nút zin rất là nhỏ, rất là khó bấm, nút này bấm rất là đã.
Cái ưu điểm khi mà anh ta lắp cái cặp cụm này á, khi nếu mà ta hư hư một trong ba nút này thì chúng ta thay được hết nha. Còn với cụm zin UH135 thì hư nút là chúng ta phải thay nguyên ốp như vậy. Hoặc là bên đây, nếu mà các bạn hư một trong ba nút này thì chúng ta chỉ cần mua nguyên cái mới. Còn đối với MBX thì chúng ta thay thế từng nút được. Ví dụ ở đây mình có hai nút, nút đề, nút kèn, hơi lúc nào thay lúc nấy, rất là tiện lợi ha. Cụm này có nói rất là hiện đại, rất là đẹp, lên xe là bao đẹp các bạn, mốt là full chức năng đúng zin. Rồi bạn nào mà có nhu cầu cần lắp cái cụm này thì các bạn tới alo cho mình ha. Số điện thoại địa chỉ thì có bên dưới video. Nếu mà các bạn ở xa không đến được thì các bạn tới alo ha. Mình sẽ ship hàng qua bưu điện cho các bạn. Các bạn chỉ về tháo cụm zin ra, lắp cụm này vào. Tất cả đều có hướng dẫn và hỗ trợ qua Zalo để các bạn có thể lắp tự nhà. Quá đẹp. Nhìn rất là tê. Hai bên có cân đối lên tới sáng xe liền. Nhựa rất là đẹp.